Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần tiếp theo cũng khá là quan trọng. Đấy là những cái bước để các bạn có được một cái bản CV khá là hoàn chỉnh. Thì thông thường theo dòng suy nghĩ của các bạn, và bản thân chị cũng là một người đã từng mắc cái sai lầm ấy, và thì lúc mà chị bắt đầu bắt tay vào viết một bản CV thì chị có cái suy nghĩ như thế này. Khi mà chị 24 ấy, chị biết là chị sẽ ra trường và chị sẽ phải tìm một công việc phù hợp với bản thân chị. Và lúc đấy chị bắt tay vào tìm trên mạng rất là nhiều những cái nội dung CV, và chị chuẩn bị cho mình một cái bản rất là hoàn chỉnh, rất là dài, và chị dùng cái bản CV đó ứng tuyển cho tất cả những cái vị trí mà chị cảm thấy phù hợp. Thế vô hình chung thì chính cái việc làm mà chị nghĩ là cảm thấy nó khá là phù hợp ấy, nó lại dẫn đến cái chuyện là chị giải đơn khắp nơi nhưng mà lại không có nơi nào gọi chị. Tại vì sao ạ? Mỗi vị trí, ví dụ cùng là nhân viên kinh doanh chẳng hạn, nhưng mà nó sẽ có một những cái yêu cầu này, những cái nội dung khác nhau, và bản thân các em phải làm sao cho mình có những cái năng lực khớp với những cái nội dung đấy. Thì chị xin chỉnh lại những cái bước mà các em có thể viết để một cái bản CV chuẩn. Bước thứ nhất, bao giờ ta làm cái gì thì cũng phải có cái bước là tìm hiểu và phân tích. Thì viết CV cũng vậy, các em phải trải qua cái bước là tìm hiểu và phân tích. Phân tích ở đây có hai cái nội dung mà các em cần phân tích. Cái nội dung thứ nhất là về mô tả công việc. Mô tả công việc này thì chắc là hẳn là bạn nào khi ứng tuyển mà cũng sẽ đọc cái bản mô tả công việc của người ta trên đăng trên các trang tuyển dụng, đúng không? Thế nhưng mà một cái là ví dụ như chẳng hạn chị mà đăng ký tuyển dụng thì một bản mô tả công việc của chị sẽ rất là ngắn thôi. Ví dụ như chị hay ví dụ ở vị trí nhân viên kinh doanh, bởi vì vị trí này khá là phổ biến, thì nó sẽ gồm ba cái đôi mục chính đó. Ví dụ là tìm kiếm khách hàng này, khi có khách hàng rồi ta sẽ tư vấn này, thuyết phục khách hàng mua sản phẩm của mình này, sau đó cuối cùng là sẽ giúp khách hàng ký hợp đồng và chăm sóc sau bán hàng. Thế nhưng mà thực chất ấy, cái vị trí nhân viên kinh doanh này thì nó đòi hỏi chúng ta phải có khá là nhiều những cái đầu mục công việc nữa, và bản thân các em phải là người đi tìm hiểu xem những cái đầu mục công việc chi tiết bên trong đấy là gì, thì mới có thể đưa ra được những cái yêu cầu cụ thể của nhà tuyển dụng muốn hướng tới, và đó cũng chính là những cái tiêu chí mà họ sẽ đánh giá các em khi mà các em tới đó ứng tuyển hoặc tới đó phỏng vấn, chứ không phải là những cái yêu cầu họ ghi rất là ngắn, chẳng hạn như là tốt nghiệp những chuyên ngành kinh tế của các trường cao đẳng đại học, hoặc là có yêu thích với kinh doanh, năng động, tự tin giao tiếp. Thì đấy là những cái cụm từ rất chung chung thôi, và nhiệm vụ của mình là phải đi tìm những cái cụ thể và sâu xa trong đó. Vì ở đây có một gợi ý nhỏ cho các em là các em hoàn toàn có thể nhấc điện thoại lên và gọi điện cho nhà tuyển dụng để tìm hiểu kỹ hơn về cái vị trí công việc này nhé. Rồi, ok, thứ hai, sau khi mà đã tìm hiểu về công việc rồi, đưa ra được những yêu cầu rồi nhá, thì hãy đối chiếu lại với bản thân mình, xem bản thân mình có những cái gì, điểm mạnh của mình là ở đâu, điểm yếu của mình là ở chỗ nào, xem nó có những cái sự giao nhau không, có thấy cái sự phù hợp với nhau ở trong đó hay không. Khi mà đã có thấy sự phù hợp với mình rồi thì đây cũng là một trong những công việc tiềm năng của các bạn sau này, thì lúc đấy chúng ta mới ngồi bắt tay lại và có một cái bản CV làm sao cho nó phù hợp